lên đi, bỏ lên, bỏ lên. Đại ca, đại ca, cái bọn khốn nạn tụi mày tới đây làm cái gì hả? Đại ca, tôi nghe nói là anh bị người ta tập kích. Kinh cái con mẹ mày, nói đi, dám tập kích tao hả? Coi đi. Xin lỗi nha, chắc là bị người ta chơi. Mau đi về. Dạ biết rồi, đi về. Anh Hắc à, có phải là có người muốn giết anh Đất không? Ngậm đi, nói cái gì? Sao kỳ vậy, làm sao báo tin vậy? Vậy chứ. Đây là cái bản đồ của rạp hát, có bốn ngõ đi ra ngoài. Anh Tỷ, anh khóa hết tất cả cửa ra. Dạ. Còn các anh em khác, phụ trách yểm trợ cho tôi. Dạ biết. Hắc người, cứ để tôi đối phó với nó. Người ta lấy anh cũng lấy, ống nước máy là được rồi. Ở Thâm Quyến tôi cũng đã từng làm súng. Bọn công an nói tôi là thiên tài làm súng, anh có biết không? Thiên tài làm ẩu đó. Anh phải đứng chặn đường ở trước cửa. Úi da, anh làm gì sao lôi thôi vậy hả? Anh Tuấn, đừng hỏi tôi, tôi hút thuốc cái đã. Tôi nghĩ là chị ở tối nay không tới đâu. Tối hôm qua đã lớn tiếng cãi với chị. Tôi cũng biết mỗi lần trước khi ra trận anh đều muốn gặp mặt của chị ta. Có chị bên cạnh thì anh thường may mắn. Lần trước chị đi xa anh bị người ta mai phục, xém chút nữa bị người ta đánh chết. Như tôi không gặp mặt của ớt, tôi hình như là mất lòng tin. Nhưng mà nếu như tối nay anh không trừ đi thằng khốn nạn Hắc Ngu thì không còn cơ hội nữa đâu. Đi. Cho em một phút. Đừng có chạm đến em. Anh còn nhớ khi em gặp anh cùng với người đàn bà khác nằm ở trên giường em tha thứ cho anh thế nào không? Em biết tối nay anh có hành động, không gặp được em sẽ không có yên lòng. Chờ anh trở về. 10:15, mặc kệ thất bại thành công, đều phải về đây tập hợp. Dạ. Bây giờ phim dở quá đi, đèn kia không có đông người coi kìa. Đi à, uổng tiền quá đi. Bởi vì mới vấn vẻ. Đi à, kêu chủ đặt trả lại tiền đi. Đi à, ra đòi vé lại đi. Em không biết rồi sao, rồi người ta đến mắc nghĩa. Con mẹ mày muốn gạt tao hả? Mẹ kiếp nó. Em đi, em đi, cho nó, em đi.
bắn bể đầu. Để hai cái súng xuống. Đừng có nhìn lại đằng sau. Đưa tay lên. Hắc Quyền, mày là một thằng phản bội. Mày bị tao bắn chết cũng không quan ức chút nào đâu. Mày biết không? Quýt đi. Chồng cũ của tôi có 500 ngàn. Nếu anh chịu thả cho tôi đi, tất cả tiền này thuộc về anh. Hả? Mày trưởng thằng Hà này là đồ thế nào? 500 ngàn hả? Để ở túi nào? Nói đi. À phải rồi. Mày đá xuống qua cho tao. Tôi đã bắn chết Hắc Ngưu rồi. Sướng quá, lần này chắc được lên làm đầu mục rồi. Ê thì là sướng quá. Ai đó? Tôi đây. Anh Tuấn à. Tôi bắn chết Hắc Ngưu rồi. Chính tay tôi bắn chết hắn đó. Lần này chắc sướng thiệt. Súng giả đổi súng thiệt. Cẩn thận. Thần chó đẻ chúng ba phát ở bụng. Anh phải ghi nhớ, nổ súng thì bắn ngay ngực, đừng bắn ngay bụng. Bắn ngay bụng nó không chết lập tức đâu, đi mau. Anh Tuấn, anh đi trước đi, để mặt tôi. Bộ thì giống là người bỏ mặt của đệ sao chứ? Không giống. Tôi nói thiệt đó, nếu như mà anh bỏ mặt kệ tôi lại, tôi sẽ dặn anh đó. Hả? Quan Nhị Ca, quan thái phải phòng hộ cho anh Tuấn. Nếu như phải có chuyện gì thì để cho tôi chịu đựng đi. Thế nào? Đến lên trảnh đi. Vết thương của anh rất là sâu. Mau đưa anh ta tới chỗ của chú Mèo. Ở chỗ của chú Mèo không có truyền máu được. Vậy tính sao đây? Chưa đi nhà thương. Bình đi rồi sao? Anh vừa mới đâm chém nhau lại đi nhà thương muốn bị bắt à? Không lẽ chờ xem nó chết sao? Được rồi, đi tới chỗ chú Mèo cũng được mà. Tôi không phải dẫn anh đi gặp bài trên. Anh không chết được đâu. Lần sau tôi không bắn vào bụng nó đâu. Mau đỡ anh lên xe đi. Thường gì phải đích thân đi chứ. Anh lấy xe nhanh hơn. Anh cứ như vậy hoài, cứ lo cho người ta, không có lo cho mình. Nếu anh là người chỉ biết lo cho mình thì em không yêu anh đâu. Tôi sợ chết thuốc lắm anh Tuấn à. Tôi dẫn tài cho người ta đâm hai nhát, còn hơn là bị chết thuốc. Anh đừng nói cho các huynh đệ biết nha. Con người tôi không phải là sợ xấu hổ đâu. Anh nói lại lời của anh cho tôi nghe. Tôi tên Đại Hà. Hà có nghĩa là con tôm. Tôi có đứa em gái tên là Tôm Cô, năm nay 4 tuổi. Vợ tôi thật là khốn nạn, không có thể nào tin cậy nó được hết. Anh phải giữ lại tánh mạng, còn có tương lai. Có tương lai hả? 2 năm trước tôi làm thủ thuật, không có con nữa mà. Nè, đeo lên, bỏ lên, bỏ lên đi, bỏ lên, bỏ lên, lên xe, lên xe, bỏ lên đi, bỏ lên, mau. Có y tá không? Bạn của tôi trúng đạn rồi. Có chuyện gì đó? Bạn của tôi trúng đạn, mau gọi bác sĩ đi. Anh lấy thẻ căn cước cho tôi coi. Thẻ căn cước của anh đâu? Hả? Hồi tháng trước làm mất rồi. Không có thẻ căn cước, bệnh viện không có nhận đâu. Cô mau gọi bác sĩ đi có được không? Sao trúng đạn vậy? Chúng tôi đang đi ngoài đường, đột nhiên nghe tiếng súng nổ, rồi anh đã bị té. Sao rủi ro như vậy? Bây giờ ra chảy máu, cầm máu chảnh trước đi có được không? Để tôi hỏi cho rõ đã. Cứ hỏi đi, nếu nhanh chết anh phụ trách phải không? Chào sếp. Anh khẳng định là Đường Tuấn hả? 2 năm nay anh ta rất nổi tiếng ở chim sao chuỗi, dù nã thành tro tôi cũng nhận ra. Đừng có làm phách với tôi nha. Chào sếp. Chào anh Đường Tuấn, tôi là tổ trọng án, tôi hỏi tất. Sếp Tất, có gì chỉ dạy? Tôi có một vụ án, muốn mời anh về nói chuyện ở sở chúng tôi. Mời tôi về hiệp trợ điều tra, hay là muốn bắt tôi? Không có gì khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Anh Tuấn, nếu như anh không chịu đi, không ai ép bức được anh đâu. Bọn anh chị Toàn muốn bị tôi bắt hả? Bọn tôi đông hơn tụi ông đó. Đừng tưởng muốn làm gì cũng được đó nha. Rụt ra thì giật luôn cây súng của ông. Có phải muốn gây chuyện không? Gây gì? Phải không hả? Tất cả bình tĩnh lại. Bữa nay chúng tôi tới là muốn mời anh Tuấn về hiệp trợ điều tra, chứ không phải bắt ảnh. Anh nói vậy nghe được đó. Nếu là như vậy thì phải hẹn giờ. Chờ khi anh Tuấn có rảnh thì sẽ lên sở cảnh sát kiếm anh. Chừng nào?
3 giờ chiều ngày mai tôi sẽ tới một mình. Tổng thanh tra Thompson, ông không có tình cảm đối với xã đoàn của chúng tôi. Hồi nãy chúng tôi vô lễ, tôi thay mặt bạn của tôi xin lỗi ông. Ngày mai gặp nha. Anh Tuấn, tin cảnh sát khác nào tin heo nái leo cây. Phải coi chừng tụi nó dở trò. Quá ớt đâu. Đã lui trước rồi, tôi nghĩ chắc chỉ về karaoke. Trong chừng đại hàng đó. Dạ biết. Chiều thu có ngọn trúc đào, mùa thu lá đổ rơi vào sân em. Anh Huy, sao lại cao hứng như vậy, uống nhiều rượu quá rồi. Cô còn uống đến đỏ mặt rồi kìa. Vì sao? Bàn tay của cô. Đừng Tuấn đâu. Đừng có nói đến ảnh nữa, để tôi đổi mặt cô nha. Nghe tôi nói nè. Hãy nghe tôi nói nha. Tuấn là một người rất tốt. Tôi đã ngăn dọc ở trong giang hồ, chưa có thấy ai tốt như anh Tuấn đâu. Cô với nó gây lộn làm gì chứ. Được rồi, anh đừng có nói tới ảnh nữa. Thằng Tuấn là em cưng của anh. Không biết tại sao cái con nhỏ đó cùng với nó lên giường nữa. Con thằng Tuấn à, nó say như tử. Anh dám đảm bảo là nó không có làm gì hết đâu. Đừng có lo ha. Không có mèo nào mà không ăn cá đâu. Thôi đừng nói cái chuyện này nữa, tụi mình uống rượu nha. Anh cũng muốn cho thằng Tuấn nên người thôi. Anh là người dìu dắt nó mà. Bây giờ ở Hồng Kông, Cửu Long, có ai mà không biết hắn chứ. Nó được nổi danh cũng tốt, anh cũng được hãnh diện mà. Anh Tuấn rất là kính trọng anh đó. Quê, cô đừng tưởng tôi đừng nó bảo vệ tôi. Cặp chân của tôi cũng còn rất lợi hại nè. Tôi biểu diễn cho cô xem nha. Dạ, thôi được rồi, tôi biết mà. Không có được đâu, để tôi biểu diễn cho cô xem. Quay, quay, quay. Sao hả? Quay, có sao không? Chuyện gì đó? Cô là giám đốc trên đệm nổi tiếng ở chỗ này phải không hả? Tôi là giám đốc ở chỗ này, có gì gì thì ra ngoài nói với nhau đi. Đi mở phòng đó được không? Quê, bọn khốn nạn tụi bay, đến đây dám vuốt rồi hùm hả? Có biết tao là ai không đây? Hả? Đại ca, đại ca, đại ca, chết đi, không có tài đừng làm đại ca. Đại ca, mày đại ca, đại ca, chết đi, chết đi, mày cũng làm bắt lắm chứ. Đừng tay. Cô tưởng tôi sợ cô dí kết nó hay sao hả? Cô dí kết nó đi, tôi không quen nó mà. Đừng có tưởng là tôi không dám nhận. Cô muốn giết thì giết mau đi. Phải rồi. Ai đó? Là anh Tuấn đó đại ca. Anh Tuấn, bọn thân giới tụi bay làm ăn đại phố, xuống học công làm cái gì phá đám hả? Anh Tuấn à, không phải đâu, không phải. Ở đây có đại ca tao, còn có vợ của tao, tao có thể cho mày chạy sao? Đại ca là người rộng lượng, đại ca có tội nghiệp thôi nha. Tha tao đi. Anh Quy, nghe tôi nói đi. Đừng có tiền xuất hiện, khôi phục sức khỏe trước đã. Không bao lâu anh sẽ được như hồi trước mà. Tao biết, tao biết sức khỏe của tao rồi. Bây giờ tao không còn gì nói nữa. Cả lũ trời đánh thánh vật như vậy nữa, nó chỉ biết anh Tuấn đó thôi. Còn ai biết anh Quy này nữa đâu. Lúc nãy mày không có cây súng thì tụi nó cũng không có sợ mày đâu. Tao biết làm sao mà. Anh Quy, chú Năm. Dạ. Để anh Quy về đi. Dạ. Ê Tuấn, nghe tao nói, tao chỉ nói một câu nữa thôi. Trong số phụ nữ mà tao thấy, quả ớt rất là hợp với mày đó. Mày phải săn sóc cho cô ta nha. Nếu mà mất cơ hội thì cả đời mày kiếm không có được nữa. Phải hết lòng săn sóc cổ đó, có biết chưa? Em ớt. Anh giữ được người em chứ không có giữ được lòng em đâu. Em còn không tin anh sao? Bây giờ em tin anh cũng vô ích thôi. Anh là đại ca có biết chưa? Sau này anh sẽ say sưa rồi anh sẽ bất tỉnh nhân sự. Rồi sẽ có biết bao nhiêu cô gái lên giường với anh. Em lại không thể không cho anh ra đường. Em hãy cho anh thời gian 2 năm. Anh giao tất cả sự nghiệp lại cho người khác. 2 năm. 2 năm nữa thì anh sẽ có càng nhiều em út, có càng nhiều địa bàn, có càng nhiều xã giao. Còn em, em làm chị của đàn em thì phải càng rộng lượng, càng biết nhẫn nhượng trăm bề. Trừ phi anh chịu đi Canada với em. Anh muốn em bình tĩnh lại. Bây giờ em rất là bình tĩnh. Em hy vọng là anh cũng bình tĩnh như em. Sau khi mà anh quyết định rồi thì mới tới kiếm em.
Anh hút thuốc liền liền như vậy không sợ bị ung thư sao? Con người như tôi chỉ rủi ro một lần, dù không có bệnh ung thư cũng phải chết. Hai năm nay Đường Tuấn Anh đã có danh tiếng gian lận ở trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Bọn anh không sợ cây cao gặp gió lớn sao? Sếp Tất, sếp có thể nói chuyện trực tiếp với tôi không? Lần này kiếm anh không phải để nói chuyện hát ngưu. Dĩ nhiên, đứng trên lập trường của tôi phải điều tra. Nhưng mà nói đến chuyện riêng, tôi và các anh em của tôi bên ngoài đều vỗ tay tán thưởng. Kẻ giết hát ngưu quả thật trừ hại cho dân. Trở lại vấn đề chính đi. Lần này sếp kêu tôi lên đây là muốn nói cái gì? Anh coi đi. Xin lỗi nha, chuyện Lê tôi không biết, là phiền anh. Đây là tình báo của FBI bên Mỹ. Họ điều tra vụ này đã 2 năm, cho biết ở Hồng Kông anh chuyên chở cocaine cho đầu sổ của một tập đoàn ở bên Mỹ. Sếp Tất, sếp vu oan cho tôi. Vu oan anh? Nếu vu oan anh tôi kêu anh tới làm gì? Chỉ còn mấy năm nữa là tới năm 97. Chúng tôi không muốn hỗn loạn, để dễ làm việc. Nếu như đổi một kẻ tàn bạo nào khác lên thì sẽ làm cho hỗn loạn. Anh nên biết rằng nếu như bị FBI theo dõi thì anh không có chỗ nào trốn được đâu. Trong giang hồ tất cả đồng nghiệp đều biết được, tôi không buông lậu thứ này. Nếu như quả thật vậy thì anh phải điều tra có ai bên cạnh của anh lợi dụng tên tuổi của anh làm việc này. Tôi không phải nói chơi đâu. Nếu mà lần này anh gặp rủi ro thì cả đời của anh đừng có hòng trở mình. Cảm ơn sếp. Không có gì, tôi về trước. Anh Tuấn à, tôi biết là anh nghĩ rằng tin cảnh sát chẳng khác gì tin heo nái leo cây. Nhưng mà lần này ở trên cây quả thật có heo nái đó. Anh phải cẩn thận. Tổ trà nó. Chú Hai à, tôi biết chú chửi cái gì rồi, nhưng chú đâu có cần phải tuyên truyền như vậy chứ. Tổ trà. Người ta, cô đưa chúng ta vào sai chỗ đâu kìa. Người như vậy phải đưa vào nhân viên mới đúng kìa. À dạ, thôi đừng nói nữa. Tổ trà mày. Cầm lại đi. Tổ trà mày. Nè chú à, như vậy đi, chú đừng có chửi nữa nha. Chờ cái nào về của tôi đưa chén canh tới cho chú. À, tổ chào mày. Ông ta có vợ đâu cả, đám còn chửi lập cả ngày nữa. Quay bà mập bờ đít ông ta lắm sao hả? Muốn tôi đập chết bà hay không nè? Hả? Nè bà mập. Địa ban địa hà từ dân sơn ngồi đây nè, muốn gây sự với tôi hay sao? Tiện tình muốn gì đây, tôi đốt nhà các người bây giờ. Đừng có chửi nữa. Quay, đừng có chửi nữa, tránh ra đi. Đồ khốn nạn, tiền khốn nạn. Các người có ngon thì đứng ở đó nha. Đứng ở đó đi. Tổ chào mày. Chết bây giờ. Khốn nạn quá đi. Đậu già đó. Đám ba tôm khô. Hi giờ ngoan. Ủy sao cái tay bầm tím vậy nè? Lại có dấu roi nữa. Đâu có. Hi giờ ồn ào như cái chợ cá vậy. Nóng nực quá. Em mặc áo hở cổ như vậy còn nói nực nữa à? Canh đâu? Không có rảnh nấu đâu. Nè, uống đỡ cái này đi. Bà, tội trà nó. Bà, đừng chửi nữa mà. Đừng có buồn nữa. Em biết là cha của chú lớn rồi, cái đồ khốn kiếp. Tội trà. Em mà, đem gì cá đến rồi kìa. Ra ngoài đi. Anh được kêu đừng có đem gì cá tới mà. Sao đánh tôm khô như vậy? Nó ngủ nghịch thì phải đánh nó chứ. Có giỏi thì anh dạy nó đi. Con ruột của mình đây em có biết không? Cái đồ khốn nè. Con nói thử coi, có phải là con ngủ nghịch không? Con ngủ nghịch nên má phải đánh con. Ê, ngoan, đừng khóc nữa nha, đừng khóc nữa mà. Sau này ngoan không sao đâu hả? Đây hả? Ở nhà hết tiền xài rồi. Lông thì có một nắm đi, có lấy không? Ngoan nha. Người ta đi giang hồ, anh cũng đi giang hồ mà. Bị thương còn không có tiền thuốc nữa. Đại ca của anh kiểu gì đây? Em đừng phê bình đến đại ca của anh là thần tượng của anh. Đại hà. À, anh Tuấn, anh Siêu. Sao rồi? Để như vậy chứ? Đâu có gì, đáp anh cũng được mà. Có phải là có việc cho tôi làm không? Tôi có thể xuất viện. Cho anh lại cái đã, thiếu gì việc làm chứ. Cảm ơn anh Tuấn. À, đây là vợ của tôi. Hay. Đại hà, anh Tuấn tặng cho anh. Cầm đi. Cảm ơn anh Tuấn nha, làm tôi ái ngại quá. Đại hà. Hả? Ở nhà anh đã hết tiền rồi. Em nè. Cầm đi. Anh Tuấn à, tôi này con mà. Cứ lấy đi mà. Vậy cảm ơn anh nha. Nói không có tiền sao có điện thoại cầm tay vậy? Hả? Ừ, gì đi. Hả? Con gái của tôi thiệt tình.
À, bác sĩ nói là sinh mạng gì của tôi rất là mạnh đó. Đây ha, em về trước nha. Quầy, sao em có điện thoại này? Em mượn của người bạn thôi, tôi về trước nha. Xin chào. Quầy, vợ của anh có chúc mình chiến đấu đó. Đại Hà, anh đang no rồi. Rất tiếc cô ta lại không có thích chiến đấu với tôi. Trời đến thánh giật nó, sao ở trong nhà lại có thêm một người da đen vậy? Tổ cha nó. Tại sao kỳ cục quá vậy? Thêm một người da đen ở trong nhà nữa. Tổ cha nó. Có chuyện gì đó? Anh về thì tôi đỡ lo rồi. Bà vợ của anh đó không phải là con người đâu. Tôi đã già cả rồi, thấy còn chướng mắt nữa. Bà nói cho rõ coi. Anh tự mình lên sân thượng coi coi. Thiệt là rất tội nghiệp đó. Con đừng có sợ nha, để ba cứu con cho. Tuyệt tình. Mẹ kiếp nó. Tránh qua một bên đi. Tránh qua một bên. Nè, ra đây. Con đừng sợ, đừng sợ. Má con đâu hả? Má của con đâu hả? Lại đánh con nữa à? Tông cô rất ngoan đó. Con ăn cơm chưa vậy? Má phạt con không cho con cơm. Bà, bà điên con với con nha. Tông cô à, ngoan thiệt. Đi con. Giờ heo nè, con thích ăn nhất đó à, ăn giờ heo đi con. Nè, con cải nữa. Nè, cải này ngon lắm đó à. Quay cho con sủi cẩu ở đây nữa. Đúng rồi ba. Ông chủ à, coi chừng con gái tôi giùm nha. Ba có việc trở lại ngay. Ba, 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 ba đừng bỏ con nha ba. Ngoan, ngoan mà con ngoan nha. Ngoan, không phải là ba bỏ rơi con đâu. Ba còn chút gì phải đi làm. Con nói cho ba biết đi, trong nhà có một người da đen hả? Ông chủ à, cho hai chén canh đi. Canh đang sôi đây. Sợ cái gì, sợ cái gì? Ây da, thịt của em á mịn màng trơn tru mát mẻ quá à. Thấy đó. Thấy cái gì? Nó mà về đó hả? Anh ta giật dây nó luôn à. Chị cưng á, đừng có nói giúp. Thấy gì đâu, thiệt mà, nói thiệt đó. Nè, lên đây không cái coi. Ây da, đau quá, đau quá. Ây da, đau quá, đau quá, đau quá. Đồ khốn nạn, đi ngủ dưới trai hả? Tao tưởng trong nhà tao có một người dây đen báo hại tao nghĩ hoang mang hoài. Tại mày không thỏa mãn vợ mày, mắc mới gì tao chứ. Vậy có cần tao mua thuốc bổ để tẩm bổ cho mày không? À, thôi được rồi, tụi mình quen nhau mà, mày thường tao 100 ngàn được rồi. Mày lấy lại vợ của mày, cho này không có mới tao nữa. Vậy rất có lợi cho tao. Tao đá. Thank you.
Dân thuận. Em biết ngoan ngoãn đi ăn cà lem với chị Nho. Ngoan đi. Tâm Khoa ngoan nha, ăn cà lem đi. Ba còn đang chảy máu kìa. Ba không sao đâu, máu của ba chảy ra rồi sẽ khô lại thôi mà. Từ đây hả, vẫn còn tới cho người ta tội nghiệp sao? Lần trước tôi đã nói với anh rồi, là anh đừng để cho tôi bắt được. Lần này anh còn chém giết người ta, chắc tôi không thể giúp anh được đâu. Vợ của tôi bị thằng chó đẻ chém chết, tôi chỉ tự vệ đẩy nó rơi xuống lầu. Bây giờ cái thằng đó bị thương trầm trọng, anh muốn nói sao lại không được. Làm cảnh sát đừng có tưởng muốn nói gì cũng được nha. Mày còn lái nhảy hả? Anh Tuấn. Là anh ta đó hả? Đúng gì? Cái người làm gì đó? Chúng tôi muốn bảo lãnh cho anh từ đây hả? Bộ anh Tuấn ở đây là hộp đêm sao? Muốn dẫn người nào đi thì đi hả? Nó mưu sát người ta đó. Anh mới lên làm cảnh sát hay sao? Hay là mới từ Đài Loan tới đây? Anh nói gì? Pháp luật của Hồng Kông là khi chưa phán xử, mọi người đều vô tội, phải do tòa án chứng minh anh ta có tội mới được. Bộ anh tưởng ở đây là Đài Loan sao? Khi bắt người ta thì coi người ta có tội, rồi lại kêu người ta phải chứng minh mình thanh bạch. Những lời mà anh vừa nói hồi nãy rõ ràng là muốn định tội anh ta trước khi phán xử anh ta. Xin hỏi anh là ai? Quỳnh Đại Văn, barrister, Queen Conceals. Tôi xem anh chắc không biết nghe tiếng ăn lê đâu. Mất công nói với anh. Ý, sao mình mấy anh đầy máu vậy? Bọn họ đánh anh hả? Lập tức đi nghiệm thương đi. Không phải là đánh tôi, chỉ hình hình lấy lời cung thôi. Anh đừng nói bậy nha. Không phải sao? Anh ta muốn nói xạo cũng được, bao gồm cả nói tục. Anh có thể lấy ra trước mặt tòa làm chứng, nhưng mà anh không thể không cho anh ta nói đâu. Sếp à, ở Hồng Kông có nhân quyền đó biết không? Quê, đi nghiệm thương đi. Quê, đừng giỡn chơi nha. Không phải anh nói không chơi là không chơi đâu. Chỉ khổ nổi là chúng tôi muốn chơi đó. Đại Hà, bắt đầu từ bây giờ đừng nói một lời nào hết. Anh hãy im lặng như tờ. Ăn cơm chưa? Vậy thì ăn đỡ cơm chứ ăn cành gì cả nha. Đi. Ba. Ê, ngoan. Ngoan. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại mang đến ngay anh Hà. Xin lỗi nha, điện thoại hư rồi. Không sao đâu. Hồi nãy anh Tuấn đã tôi ăn cơm, tôi có để hộp gì cá thiên củ vốn định đem về cho vợ tôi, nhưng mà để anh ăn đỡ đi. Nè, anh ăn đỡ đi. Còn có thêm ba con bào ngư đây. Thưa sếp, phải xào thịt bò của sếp kêu. Khô khan như vậy làm sao mà ăn được đây. Nè, lấy ăn đi. Đây hả? Anh được lo. Trang Si Văn chắc chắn giúp cho anh thắng được cái vụ kiện này. Anh tưởng tôi thì không có giết vợ của tôi. Tôi tin anh. Tôi có một việc muốn nhờ anh. Anh có thể chiếu cố Tâm Khoa vài ngày không? Tâm Khu, về sau không có ai dám đánh em nữa đâu, có chị che chở cho em. Tâm Cơ bị đánh quen rồi, kêu mấy người đó đừng đánh ba tôi nữa được không? Được. Đã tắm xong rồi em đi ngủ đi nha. Ủa, anh sao rồi? Bị chảy máu cam đó. Anh bị sốt hả? Anh là Mạnh Ba, thấy người ta mặc quần ngắn là chảy máu cam liền. Chỉ có tài nịnh thôi. Ngồi xuống đi. Đừng có làm như vậy mà, không thấy con nít hay sao? Chị ơi, em buồn ngủ rồi. Chị à, em cũng buồn ngủ rồi. Nè, Quê, em đã có hứa là chiếu cố em Tôm Khô thôi, không có chiếu cố anh đâu. Chị chiếu cố em đi, em tội nghiệp lắm, không có ai chiếu cố hết á. Anh làm cho em nổi da gà rồi nè, không biết xấu hổ hay sao? Người ta không biết mắc cỡ gì đâu. Ý, nè, anh lại làm cái gì đó? Nè, em còn chưa có hết giận anh đâu nha. Ý, giờ anh thì là đáng ghét quá à. Tránh ra đi. Đừng có phá em nữa mà nè. Ê, buông em xuống. Nè. Buông cho được. Anh thiệt là kỳ quá à. Thưa quan tòa, tôi không còn gì hỏi nữa. Đêm hôm đó, từ Đại Hà trở về nhà của mình,
ngó thấy anh cùng với vợ của anh ta ở trong ngôi nhà đó. Hai đứa anh đang làm chuyện gì? Ngâm thơ đối thoại. Ồ, dâm xong rồi thì đổi phải không hả? Ngâm thơ đối thoại. Ông không biết tiếng dân tộc sao? Làm luật sư ở Hồng Kông không cần phải biết tiếng dân tộc ta đâu. Vậy đêm hôm đó anh dâm xong đối xong rồi, từ đại hà đột nhiên trở về nhà, anh ta làm tiền anh 100.000 đồng, anh còn chịu. Kể đó thì anh ta lấy nước nóng đổ vào cặp mắt của anh, kể đó thì chém giết cô Tằng Bích Bà, sau cùng thì đẩy anh xuống dưới lầu, phải vậy không? Phải, đúng vậy. Hả? À, tôi thấy bộ tưởng của anh cũng rất là dạng dở, không dễ gì để anh té xuống lầu đâu. Lúc đó tôi bị nước sôi chạm vào cặp mắt của tôi, tôi không nhìn thấy gì hết, cho nên bị anh ta ám toán. Ồ, chính đại hà đẩy anh xuống lầu, kể đó thì anh ta chém giết cô Tằng Bích Bà, tiếp theo đó thì xuống lầu lấy nước sôi đổ vào cặp mắt anh, phải vậy không? Không phải. Trước tiên anh ta lấy nước sôi tạt tôi, tiếp theo chém chết vợ của anh, sau cùng mới đẩy tôi xuống lầu. Ồ, quá ra trật tự như anh nói. Nhưng mà anh ta lấy nước sôi tạt vào cặp mắt anh thì anh đâu có ngó thấy cái gì được nữa. Tại sao anh dám nói chính mắt anh ngó thấy anh ta chém chết cô Tằng Bích Bà? Không phải anh ta, không lẽ tôi? Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi. Chính mắt anh có thấy anh ta chém chết cô Tằng Bích Bà thôi. Có hay không? Không có. Vậy thì tôi hỏi anh làm sao biết anh ta chém chết cô Tằng Bích Bà? Sau đó CID nói cho tôi biết. Có người khác nói cho anh biết chuyện này, nhưng tại sao anh lại nói chính mắt anh có thấy anh ta giết người? Ba, mấy người đừng có bắt ba cái tờ nha. Ba. Ngoan, đừng có khóc nữa mà. Ba. Ngoan, đừng có khóc nữa. Ôi, giờ sao không lóc được không? Tội quá. Yên lặng. Đứa nhỏ này là con của ai? Là đứa con gái của Từ Đại Hà. Nó đã mất đi một người mẹ, bây giờ người thân duy nhất của nó là bà của nó. Không có liên hệ đến vụ án này? Có quan hệ nhiều đó quan tòa. Theo báo cáo của nghiệm trường, đứa bé này trong khi bà của nó vào nằm trong nhà thương, nó bị người ta đánh đập nhiều lần, cả thân mình của nó có dấu roi. Tất cả chứng cứ cho chúng ta thấy, người chứng tên Đổng Tiêu này thường hay tới lui của nhà họ Từ. Nói một cách khác, tức là Đổng Tiêu cùng với cô Tằng Bích Bà rất đáng hoài nghi. Bạc Đãi Nhi Đồng, Bạc Đãi Nhi Đồng là một tâm lý bất bình thường. Khi con người có tâm lý bất bình thường rồi thì những lời nói của những người đó không thể tin cậy được. Xin mời các vị bồi thẩm đoàn tự phán đoán. Thông qua sự thương nghị của đoàn bồi thẩm, bây giờ tòa tuyên bố bị cáo Từ Đại Hà tội thứ nhất là mưu sát không thành lập, còn tội thứ hai là đã làm cho người ta bị thương thành lập. Phán xử bỏ tù 18 tháng, treo án 2 năm, xử xong. Bà của em khỏi phải ngồi tù rồi. Có thiệt không? Cái ông trạng sư khốn nạn này, tại sao hồi nãy ông chỉnh tôi? Tôi không phải là trạng sư mà là đại luật sư. Chắc ông không biết tôi là ai phải không? Sao không biết, anh là người tâm lý mất thăng bằng đó mà. Ông là đồ khốn nạn, muốn ăn đòn hả? Bây giờ ai muốn ăn đòn đây? Anh là một tiểu động vật của một dân tộc yếu nhược Esopia đó. Anh tưởng tôi là tay mơ hay sao? Từ nhỏ tôi đã gia nhập vào xã đoàn này rồi. Tư cách của tôi còn lớn hơn Đường Tuấn nữa. Đường Tuấn gặp tôi còn phải gọi bằng chú đó. Tuy là tôi không có đi ra ngoài chỉ chỗ, nhưng mà những việc của xã đàn thì tôi phải giúp đỡ. Anh muốn chơi với tôi hả? Tôi nghĩ chi bằng anh đi cua Lâm Thanh Hà và Trương Mang Ngọc còn dễ hơn là tôi. Tôi không thấy gì đâu. Ê, chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi mày! Quệ, càng có đánh á, thì ra xa một chút đi, đừng làm dây chiếc xe của tôi. Ăn đi nha, ăn đi, tự nhiên ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Hay đã quá. Ăn đi.
Nghe thằng Tuấn nói là mày cũng rất cứng cỏi, sau này xã đoàn có thêm một người can đảm rồi. Hai cả tốt can đi. Anh Huy à, dạo này tôi bắt được nhiều tin tức, nghe nói là em có ngu gì muốn trả thù, đã mời cái đám ô thủ ở trong địa bàn của mình sợ gì chứ. Nói trời, dạo này lộn xộn lắm. Ê, có lần hậu thuẫn với mày nè, cản liền. Ừ, cả. Đến mới đi toilet cái đã. Để tôi. Tôi thèm Nguyên mười mấy năm, chuyện này tôi rành lắm mà. À, coi chừng. Nè, có khăn nè. Tôi chưa từng gặp anh. Tôi mới tới làm thôi. Mày, cái thằng chó này chết rồi. Tao đánh tay đôi với mày hả? Đại trưởng phu cần gì phải cầm súng chứ hả? Giỏi tài ăn hiếp không à? Đại Hà, cú xuống. Chụp lấy. Chạy đi. Khoan đã, tôi coi còn tụi nó không. Nè, bây giờ nhiệm vụ của anh là yểm trợ Chanh Quy lên xe. Được. À, anh Tuấn. Em mau về nhà đi, mục tiêu của tụi nó là anh Chanh Quy. Anh phải cẩn thận nha. Săn sóc tôm khô dùng cho tôi nha, cảm ơn nhiều. Ừ, mình đi. Chứ còn cầm cái súng làm gì nữa. Cái súng này lợi hại thì đạn làm bằng gì đây hả? Đưa tôi coi. Đây là đạn nòng thép đó. Sát thương giáo phòng đạn đều bị nó bắt luôn. Anh Tuấn. Điền Quy lên xe taxi an toàn hơn. Tuấn à, đối phương có lẽ là muốn đạp lên địa bàn của mình. Mày lập tức giấu cất tất cả văn kiện. Nếu chúng nó kiếm được thì nguy. Chăm sóc Chanh Quy. Anh có quyền giữ im lặng. Số hàng này không phải của tôi. Ông vu oan cho tôi. Anh chờ nói với quan tòa đi. Giải anh ta đi. Đi mau lên.
chuyện cho cảnh sát hả? Vậy là thừa nhận tôi bán đồng phẩm rồi. Nè, tôi tên là Tiểu Hoài Lan, là anh quy xe tôi tới đây để cứu anh đó. Anh đi hay không tùy anh. Tuấn à, mày được bình yên thì là may quá đi. Anh cho người đi giết cảnh sát, thừa nhận tôi bán đồng phẩm sao? Đừng có khờ quá. Lần này tụi nó rõ ràng là muốn hạ mày. Mày chết chắc đó. Tao được tin lập tức cho người đi cứu mày. Nếu như không thì ít nhất mày ở tù 30 năm. Bây giờ tính sao đây? Về địa lục, ở trên có rất nhiều anh em. Tối nay có thuyền gì quậy đâu. Quậy đâu? Chỗ đó có bán rất nhiều nhà lầu. Đừng có chậm trễ nữa, trước gần sáng mày phải đi nha. Công chuyện ở Hồng Kông. Hồng Kông thì còn có tao. Tao còn được, tao đâu có già đâu. Tao không uống nhiều rượu thì được rồi. Tiểu Hoài Lan lại đã trở về, nó cũng có thể giúp tao. Còn Đại Hà cũng có thể giúp tao mà. Để tôi suy nghĩ lại. Mày còn suy nghĩ gì nữa? Tất cả cảnh sát Hồng Kông đang tìm kiếm mày đó. Mày chỉ có con đường chết thôi. Mày phải tin tao. Phải tin tao nha. Chuẩn bị chiếc xe, lập tức ra bến tàu. Dạ. Chờ chút, chờ tôi một tiếng đồng hồ. Tôi muốn gặp quả ớt. Tự chăm sóc cho mình. Khi đến Quệ Đông nhớ gọi điện thoại cho em nha. Anh không thể gọi cho em. Dây điện thoại nhất định có người lẻ nghe. Nếu như em có chuyện gì, đi kiếm anh Quy hay là anh Hà đi nha. Em không có chuyện gì đâu. Em biết tự chăm sóc lấy mình mà. Em biết phải nói thế nào với lại bọn cảnh sát rồi. Nếu như cô em cùng với anh đi đến phòng xe thì có lẽ là không có chuyện gì đâu. Em được hợp như vậy. Hay là dẫn em đi Quệ Đông đi nhơ. Hả? Thôi đi đi. Anh không cần phải ăn ủi em đâu. 15 tuổi thì em đã đi theo anh rồi. Em còn lại gì tính nết của anh. Anh không bao giờ ăn ủi người ta đâu. Chỉ biết tự kiềm chế mình thôi. Anh thật không biết phải nói gì, nhưng hy vọng em hiểu rằng bất luận xảy ra chuyện gì, suốt đời này của anh chỉ một mình em. Anh Tuấn. Sao lâu vậy? Trời sáng rồi. Mày bây giờ có tư cách gì nói chuyện với anh Tuấn như vậy hả? Anh Siêu. Có phòng trống không? Có phòng này nè, anh tự giải quyết đi hả? Cái thằng khốn nạn này. Thôi đi. Anh Tuấn à, ở đây nha.
tôi liên lạc anh em tới đây gặp anh. Anh đỡ Hòa Lan 4 năm, sao quen thuộc đại lục quá vậy? Mấy huynh đệ đó đều cùng với tôi từ Hòa Lan về đây. Đồ trời đánh, thấy nó là chướng mắt rồi. Sớm muộn gì tao cũng đánh mày. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Anh không thấy chuyện này có vấn đề sao? Bây giờ làm việc gì cũng phải cẩn thận. Ừ. Không lẽ anh Quy lại chơi xỏ mình sao? Anh à, mà xuống đây đi. Hớt tóc gội đầu chỉ tính có 80 đồng rất rẻ đó anh à. Nè, anh à, xuống đây đi. Anh hai à, gội đầu anh cứ ngứa không? Đang ngứa muốn chết đi. Nước có nóng hay không? Ý, bây giờ anh đang nóng ran cả người đây. Ê, anh đừng có gấp quá. Chờ gội đầu xong rồi tụi mình sẽ vui chơi với nhau. Được rồi, là em nói đó nha. Gội xong cái đầu lớn là phải tới cái đầu nhỏ đó. Thôi anh này háo sắc quá. Ây da, con mắt của anh kìa, lấy khăn lau cho anh đi. Ở bên cạnh anh kìa. Lấy đi. Mày, tao phải giết mày. Mở đường xuống qua đây cho tao. Chụp đi. Ra đi, ra đi, ra đi. Tao ở đây. Nếu như muốn cho huynh đệ này còn sống thì bỏ súng xuống đi. Anh Tuấn, cứu em. Anh Tuấn. Đường Tuấn, mày chết chắc rồi. Bàn tay mặt lợi hại của mày đã bị phế rồi. Mày làm sao đấu lại tao chứ? Anh Quy có bạc đãi mày sao? Tại sao mày phản bội tụi tao? Anh Quy không có bạc đãi tụi tao, cho nên tụi tao phải giết mày. Mày nói cái gì? Anh Quy kêu tao trừ khử mày đó. Mày nghe rõ chưa? Mày nói cái gì? Ép mày rời khỏi Hồng Kông, như vậy mới làm cho tổ trọng án tin tưởng mày là kẻ buôn lậu độc phẩm. Nếu mà chúng tao không làm như vậy thì vụ án này làm sao mà kết thúc được? Thì ra kẻ buôn lậu độc phẩm là anh Quy. Là anh Quy. Nếu như có trách thì trách này quá ngu đi. Tao ngu thiệt. Không ngờ, tao không ngờ đại ca của tao bán rẻ tao. Kiếp sau có đầu thai phải thông minh một chút. Đừng có nhắm mắt lại. Tao không để cho mày được chết dễ dãi đâu. Mày cũng giỏi chịu đựng ha.
Nếu như anh Huy không cản trở tao thì tao đã thủ tiêu mày rồi, biết không? Chết đi! Anh Siêu, anh tưởng không thể tin cậy ai? Anh Siêu, anh Siêu, tới ngay. Đồ ăn của cô tới nè. Cảm ơn khỏi thối nha. Cảm ơn. Sao pizza lại đang ngược vậy? Quả ớt. Thế nên đặc vụ bắt với em này, thì anh đã đến Việt Nam rồi. Bây giờ anh đang bị công an đồn bắt, giống như là con chó đang bị thương gì. Nhưng mà anh đừng có lo, anh nhất định không chết được rồi. Anh phải phấn đấu để sống sót. Anh nói cho em đi, người hãm hại anh tức là anh Quyền. Anh ta lập mưu kế năng để anh lừa, mục đích là để giáo hòa chân. Người buôn lậu cocaine là anh ta. Em phải nhớ kỹ, đừng có tin anh ta và cũng đừng có tin bất cứ một ai cả, bao gồm cả Đại Hà. Bây giờ anh không biết bên cạnh của anh ai là bạn, ai là thù. Tốt nhất là em rời khỏi Hồng Kông đi. Không bao lâu nữa Lưu Quy sẽ đến kiếm em. Hắn đã biết được anh liên lạc với em rồi. Anh Quy à, bài của anh thiệt là độc đó. Ê, phải vậy không hả? À, không phải đâu. Lần sau đừng có nói tôi độc nha. Tôi ghét nhất lại nói tôi độc đó. Ê, dạ biết anh Quy. Anh Quy. Vợ, có chuyện gì? Anh Tú có phải là Quy ở Quệ Đông hay không? Nè, ngồi xuống đi. Hai hôm trước em có người bà con ở trên đó đến điện thoại nói cho em biết, nói là ngó thấy anh Tuấn. Sao vậy? Nói đi, anh có thể giúp em, anh còn cả đám quân đệ của anh. Anh có thuốc hay không? Để đi thuốc đây. Dạ. Mời chị. Cái bóp này tôi lấy giùm chị nha. Nói anh Tuấn rất thê thảm. Bây giờ nó ở đâu? Khuyên đường nó lên trển rồi không có tin tức gì hết. Nói đi. Anh kêu người gửi một bức thư cho em. Nói bây giờ anh ở. Ở đâu? Ở. Ở đâu? Tao đã nói cặp chân của tao rất lợi hại mà. Còn Phú nè, kiếm súng hả? Trái ớt, quả thật là trái ớt. Nếu mà tao không có bản lĩnh thì bị mày giết chết rồi. Đường Tuấn bây giờ ở đâu? Mày có biết tại sao ở giữa hai dao lam này có kẹp ba quay diêm hay không? Thì lưỡi lam gạch vào mặt của mày thì chính giữa sẽ để lại một vết thương rất sâu.
Bác sĩ Mỹ dùng dở nhất cũng đành bó tay thôi. Tôi hỏi mày một lần nữa, Đường Tuấn bây giờ ở đâu? Thiệt tệ à. Đã nói 5 giờ trở về nhà, bây giờ 6 giờ rồi không thấy bóng gì hết. Sáng à, nấu canh chưa? Nấu rồi. Mày đừng nói láo nha. Sai mình sẽ dẫn bạn gái nó về đây đó. Nếu mày có sơ hở, tao sẽ cúp lương mày đó. Hai Daddy. Hay à, kêu tao ba được rồi. Tao đâu phải là người ngoại quốc đâu, cần gì phải kêu Daddy. Ba. Ê à, mồ hôi của mày thúi quá à. Đi tắm rửa mau đi. Tiền tùng tới đây mắc công mắc cỡ với người ta. Đều là mùi vị của đàn ông mà. Ấy à, mùi vị đàn ông. Mày nghe lời tao đi có được không hả? Mày từ Anh Quốc trở về đây không nghe lời tao, tao kêu mày làm cảnh sát, mày từ chức. Làm cái gì cũng được mà, cần gì phải già bụi đời. Hồi trước ba cũng vậy thôi. Đó là thời đại lỗi lạc. Hồi trước bước vào giang hồ ít nhiều gì cũng nói đến tình nghĩa. Bây giờ hai chữ tình nghĩa này chỉ có người viết thơ mới biết viết thôi. Bây giờ đại ca của tôi rất là tốt. Mấy năm nay quả thật anh Hà rất trọng tình nghĩa. Nếu không ta không cho mày theo anh đâu. Ê, đói bụng rồi, đi kiếm đồ ăn đây. Ê, đừng có ăn vụng nha. Anh Sáng à, bữa nay đồ ăn có gì vậy? Có thịt gà chiên, và thịt heo, còn có những món khác nữa. Y chà, thiệt là ngon đó. Anh nấu ngon, ba của tôi. Uê, Simon, ra đây. Chuyện gì? Hè, cái thằng Sáng này á, quả thật đáng mướn đó. Nó nói không thể căn cước, chỉ lấy có 2.800 thôi. Tao cho nó ăn ở, còn cúp lại 600 nữa. Ba à, đừng khắt khe như vậy mà. Phải để phước đức đó. Cũng nhờ tao tính toán kỹ lưỡng mới nuôi mày khôn lớn vậy đó. Ê, Tinh Tông. Hi, hello, hi, hello. Mày thấy con gái tới thì ngó trân trân à. Quang nghênh các chị. Tiệc là xui xẻo quá. Lần sau tới chơi nữa nha. Hả? Tiệm này nhỏ như vậy mà cũng có karaoke sao? Không biết âm hưởng không. Có âm hưởng hay không ca lên thì biết rồi. Xin lỗi nha, ở đây tối nay không có bán đồ nữa. Anh bán hay không mặc kệ anh à. Bây giờ tôi muốn hát karaoke. Bữa nay tôi không có được vui. Đừng có chọc tôi à. Simon à, đừng có gây lộn với người ta. Đây là nhà của tôi. Tụi anh đừng ngang ngược được không hả? Được. Anh Bảo à, có chuyện gì thủng thẳng nói mà. Nó là con tôi đó. Mày muốn đánh lộn phải không? Nể mặt của tôi chút đi. Anh Hà là đại ca của tôi. Bây giờ ở Kim Sa Chuỗi ai cũng nói anh Hà là đại ca của mình. Mày không phải ô tạo chứ? Không dám đâu. Anh Bảo à, xin anh rộng lượng tha cho con tôi đi, nó không biết điều. Đồng tình luyến ái cũng có con hay sao hả? Dạ. Được, bây giờ hai cha con anh quỳ xuống đi. Anh liếm đầu ngón chân của nó, nó liếm đầu ngón chân của anh. Tinh Tông, đánh điện thoại báo cảnh sát. Cô hai, đừng nhúc nhích nha. Gương mặt đẹp như vậy mà có thêm một vết thẹo thì không hay đâu. Anh cũng đứng yên. Đi. Anh lại. Mới bước vào bụi đề, tôi nói như vậy anh hiểu rồi chứ. Nè nè, Sáng à, hãy cẩn thận nha, đừng có làm cho anh Báo bị thương. Nghe rõ chưa? Coi chừng tao phá tan cái chỗ này. Tao không có cái cước. Tao hạ mày xong không ai kiếm được tao. Kêu thuộc hạ của mày đi ra. Mau lên. Còn không đi? Dạ, anh dạ, Báo. Anh Báo. À, các anh à, xin lỗi nha, xin lỗi. Anh khốn nạn kìa, anh ngon đó. Còn hai thằng khốn nạn này nữa. À, anh Báo à, tôi vô tội mà. Báo cảnh sát. Vậy không quá đáng sao? Biết đâu thuộc hạ của mày sẽ đến. Báo cảnh sát rồi sẽ đi. Không dễ vậy đâu. Mày phải liếm ngón chân của ba tao trước. Thôi đi. Nè đứng lại. Tổ già nó đồ giả. Ê đừng đuổi theo. À, không có gì. Thế giờ anh chảy máu rồi. Tôi thường hay như vậy, thường hay chảy máu lắm. Tôi lệ y tá đây. Anh đi với tôi tới nhà thương khám coi. Dù sao cũng phải cầm máu chứ. Ê không được đâu, nó không có thẻ căn cước. Không sao đâu, để tôi kiếm cho anh tấm căn cước giả. Thẻ căn cước giả tôi cũng có này. Hả? Nè anh Dương Sáng, anh hút rất là nhiều thuốc phải không? Một ngày ba gói. Tôi hoài nghi là anh có ung thư mũi. Ừ,
Anh Sáng! Anh Sáng à! Anh Sáng! Quay! Nè! Đi đâu vậy? Đánh rồi! Đánh rồi! Em nè! Đánh rồi! Đánh rồi! Cắn nó! Phải lấy 3 triệu đồng đi chuộc lại con anh. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải trả tiền. Bằng không sẽ chặt làm 9 khúc. Bây giờ tặng một miếng cho anh trước. Chào hai vị. Chúng tôi tới đây kiếm anh Hà. Dạ được, mời theo tôi. Đi. Mấy anh nào ở trong đó? Đi nhiều. Địa bàn này của anh khá lắm chứ. Đại Hà có 3.000 thuộc hạ. Thì ra là hai người quen nhau hả? Đừng có xíu cái mỏ vô. Nè, hai anh em mình 2 năm rồi không có gặp nhau. Tối nay không sai không về nha. Trước khi uống rượu, tôi muốn anh giúp tôi việc này. Đi cứu thuộc hạ của anh. Đứa nào? Là Simon. Tôi không biết nói tiếng Mỹ, nói tiếng mình được không? Dạ, tôi tên là Tây Môn Pháp. Còn nó tên là Tây Môn Xà Điêu. Tây Môn Xà Điêu? Dạ. Có tên này không? Chắc là đứa mà mình thôi không nhận hồi tháng trước. Nó bị đại bảo bắt đi rồi, còn cắt một cái lỗ tai của nó nữa. Nó có nói đến tên của tôi không? Nó có nói ra tên của anh, càng bị đánh dữ thêm. Thế vậy? Cho nên tôi thì là tức giùm anh đó, anh Hà. Nè, 2 tiếng đồng hồ nữa tụi mày kiếm không được nó về thì đừng có về đi. Dạ, đại ca. Đi, đi. Tụi mày đi uống rượu, đi đi. Đi. Cho tôi đi chung với. Đi ra đi. Anh đi ẩn trốn ở đâu, tôi cho bộ hạ đi kiếm mà không thấy anh vậy. Chạy bỏ xứ, phải mai danh ẩn tánh. Anh nói đúng. Dễ ước mình vậy chứ. Tôi đang muốn hỏi anh. Hỏi tôi? Chứ không phải đi chung với anh sao? Sau khi mà anh đi rồi tôi không gặp mặt gì nữa. Hôm đó xảy ra chuyện gì? Anh Quy đâu? Anh Quy diễn như hồi trước vậy. Mỗi ngày uống say. Bây giờ mọi chuyện đều giao cho tôi. Anh trở về thì may quá rồi. Hai anh em chúng ta hợp sức với nhau. Hèn chi lúc trước tôi cũng được thăng lên như diều. Trong 2 năm nay anh cũng thăng lên rất nhanh, tôn bùm siêu gió. Người mà chống đối với anh đều bị tai nạn tử vong hoặc là chạy bỏ xứ. Sao anh lại biết? Bây giờ anh cũng giống như tôi 2 năm về trước. Bây giờ anh đang đi con đường mà tôi đã đi. Anh Tuấn, tôi học hành rất ít, tôi không hiểu anh nói gì hết. Nếu nhanh đã mạng người hiện tại thì anh không biết xa hay hơn. Nhưng tôi mong anh rời khỏi Lôi Quỳ, lập lại thế lực của mình. Anh muốn nói anh Quỳ? 9 tháng kêu tôi bỏ xứ anh có biết không? Nhưng mà anh nói anh không biết gì hết mà. Quả ớt không đi theo tôi. Tôi đã bắt được tin tức. Trước khi cô mất tích, cô có đi tìm Lôi Quỳ. Anh Hà! Anh Hà! Thằng mà nó bắt anh, nó ở đâu? Anh Hà! Đừng có nói nhiều nữa. Đêm nay vào ao chôn đi. Tha cho tôi đi anh Hà. Anh Hà. Tha mạng cái gì? Tao đâu phải là bao công đâu. Mày làm cái nghề này mày phải biết kết quả chứ. Tôi thật là người có mắt không trọng mà anh Hà ơi, xin tha cho tôi đi. Xin tha cho tôi. Mày cắt lỗ tai người ta. Nếu tao thả mày thì tao còn rái gì nữa. Tôi cắt lỗ tai trả lại cho anh mà. Muốn cắt thì cắt thằng em của mày đi. Cắt hay không? Tao kêu mọi người đến đây xem. Đại Hà, làm đại ca phải quang minh lỗi lạc mới được. Một là anh giết chết nó, hai là dung tha cho nó. Anh làm gì không khác gì giết chết nó đâu. Cảm ơn đại ca. Được,
đem nó ra bờ ao chôn đi. À, xin đừng, xin đừng. Nè, tôi thay mặt nó dân xin anh. Được, anh nói sao tôi cũng nghe theo. Thả nó đi. Nếu không có anh xin tha mạng cho nó, tôi đứt tay cắt đứt con chim của nó rồi. À, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn. À, cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn đại ca. Nghe đây, anh là đại ca của tao, sau này anh nói gì tức là tao nói đó. Cái chuyện đó để tao điều tra cho rõ. À, nhân lúc còn tài sản, đừng có chơi nữa. Sống như vậy không có ích gì đâu. Nó tăng bốc anh lên cao như vậy, tự nhiên nó sẽ lợi dụng anh. Cái thứ nợ đời này, nó sẽ đòi lấy mạng của anh đó. Anh Tuấn, tôi hiểu rồi. Vài ngày nữa kiếm anh. May I have the... Ui, dài quá nhớ không được. English, please. Nó dài quá, tôi thật là nhớ không hết. Mr. Xu, you are the lousy student I've never... Uầy, cô Đâm à, đừng có tưởng tôi không biết tiếng Anh rồi dùng tiếng Anh chửi tôi nha. Tôi học một giờ trả 1,000 đó, tiền này tôi đi học đêm xài không hết. Được rồi, bây giờ tụi mình tập dượt lại những cái chữ gì mà ngày hôm nay tụi mình đã học rồi, được chưa? Được không? Yeah. I'm not a wise guy, but I'm not a fool. I'm not a wise guy, but I'm not a fool. Good. Close the door, please. Close the door, please. Very good. Lần trước cô đã từng nói no cái gì đó hả? No risk, no gain. Có nghĩa là phải cố gắng mới thắng được, có phải không? Good. Yeah. Chứ ha, tôm kho lại thắng nữa rồi thì là giỏi đó. Anh Huy. Anh kho. Ui, tôm kho càng lớn càng xinh đẹp, cho hôn miếng. Bà cháu đâu rồi hả? Anh Hà đang ở trong phòng học tiếng Anh. Thì là siêng năng quá. Yeah. Huy, sao cố gắng học vậy? Sao đến sớm vậy anh Huy? Làm ăn không có được khá thì lại cờ bạc. Từ rượu các con đệ tới đây đánh bài. Anh à, mày có việc kiếm tao có phải không? You, get out. Bye bye. Giờ này mày thích cái ngoại quốc à? Mày cứ nhìn tao hoài vậy, có gì không ổn? Đâu có. Bệnh có gì không ổn sao? Tao có rất nhiều việc không có ổn rồi. Tối hôm qua tao có dẫn một con nhỏ mở phòng, tôi uống say ngốc đầu lên không nổi. Ê, đừng có nói chuyện này nữa, ra ngoài chơi. Quả ớt kiếm anh kìa. Mày có thấy quả ớt sao? 2 năm rồi tao không thấy cô ta. Nghe nói đã qua bên Nhật rồi. Ha, tôi nói quả ớt mà có bộ ngực rất lớn ở hộp đêm đó. Anh tưởng là tôi nói cô vợ của anh Tuấn sao? Tôi cũng rất nhớ thằng Tuấn. Tiếc vậy sao? Tôi không từng nghe anh nói vậy. Hình như là mày đang tra hỏi tao. I am not a wise guy, but I am not a fool. Mày nói cái gì? Để hiểu được cần gì phải hỏi. Tao đưa mày lên cao này muốn chơi tao hả? Bây giờ tao không có được lừng danh như mày. Mày thật là không biết lớn nhỏ. Như vậy không có được bền bỉ đâu. Tôi trở mặt làm gì thôi? Đại ca, đại ca. Ra ngoài hết đi. Không có nghe tao à? Close the door, please. Buồn khốn nạn, tụi mày không có nào tin được hết. Tụi bộ hạ của anh đều là diễn viên lâm thời. Bộ đội tinh nhuệ của anh đã về đâu? Anh Quỳ, vì lai lịch của anh tôi đã hiểu rõ hết rồi. Bây giờ mày đã có tên có tuổi rồi, có nhiều tiểu nhân ở bên cạnh, phải cảnh giác, đừng để cho mọi người ly gián tụi mình. Tôi có ngày hôm nay cũng đều nhờ bọn lâu la ở quệ đông của anh thôi. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy rất lạ, tại sao mình lại may mắn như vậy? Mỗi khi sắp chiến với đối phương, thường hay có chủ tướng hay là phó tướng đều bị trừ khử, thì ra nhà anh ám toán tụi nó cho tôi, làm cho tôi trở thành thần thoại vĩnh viễn bất bại. Tôi cứ tự hỏi mình là đại hà, tại sao mỗi khi mà chém nhau thần thánh cứ đứng ở bên mày hoài vậy? Rốt cuộc bây giờ tôi đã biết rồi, thế ra thần thánh đó chính là anh. Mày hãy nghe tao nói. Anh phải nghe tôi nói trước. Chính anh là người bắn đứng anh Tuấn. Anh cho người đi bắt quả ớt, cưỡng hiếp chị, gạch mặt chị, đánh gãy tay chân của chị, tôi biết hết. Anh lợi dụng tên của tôi buôn lậu cocaine của Mỹ, chuyện này tôi biết hết. Còn nữa, tổ chức FBI, à không phải FBI, có hồ sơ dày cộm của tôi cũng biết hết. Vậy tại sao mày không hạ tao? Mày sợ bộ hạ của tao hả? No risk, no gain.
anh dìu dắt tôi vào nghề. Nếu mà tôi không cho mọi người biết tất cả những việc bỉ ổi của anh thì không phải là tôi mang cái tội ác giết đại ca của mình hay sao? Cho nên ngày hôm nay tôi phải trân trọng nghiêm nghị nói với anh, hai đứa chúng ta đã đoạn tuyệt với nhau rồi. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi quyết trả thù cho anh Tuấn về quả ớt. Mày ngon thiệt. Đứng lại. Close the door please. Tổ cha nó không biết tiếng Anh gì hết, tôi là đồ ngu. Ra đi. Vì vậy nên anh mới trở về. Em bây giờ không phải là ớt hồi trước nữa, bây giờ em là một người hút ma túy. Con người của em bây giờ đã như vậy. Ban đêm em ra ngoài đường, người ta tưởng em là ăn trộm. Em không có giống người, lại không giống quỷ. Có phải Lô Quy không? Muốn nói đi dạy dỗ em tất cả hết hai ngày hai đêm, rồi đến ngày thứ ba thì tụi nó càng chơi hăng hơn nữa. Em đã giết chết hết một thằng, nhưng tiền chạy trốn. Bây giờ em cũng giống như là một con chuột đi ngang qua đường, đi hết số này tới số khác, ẩn trốn ở khắp nơi. Vậy tại sao? Tại sao em lại hút ma túy? Tại sao vậy? Tụi nó đã đánh gãy một cánh tay của em, một cái chân của em. Bây giờ tay trái của em lấy cái gì nặng một chút cũng không được. Mỗi khi mà trời trở gió hay là mưa thì em không thể chịu đựng nổi sự đau khổ khắp châu thân. Em lại không có thể đi vào bệnh viện được. Ngoài trường ma túy ra em còn làm cái gì được nữa? Em đã định tự sát nhiều lần rồi, nhưng mà em tự nói với mình em phải giữ cái tính mạng này, tại vì em còn muốn gặp mặt anh. Em còn muốn gặp mặt anh mà. Thiệt đó Tuấn à. Xin lỗi em. Sau khi anh về Đài Loan, bởi vì anh đánh người ta bị thương, bị công an bắt được, cho nên anh phải ở tù 2 năm. Sau khi anh ra khỏi tù, anh lập tức đi kiếm em. Em có anh.
Em ngó nè, ngó đây nè, em nhận ra tụi nó có phải không? Em nhận ra tụi nó phải không? Nói đi, phải không? Thôi đi, tụi mình không thể báo thù được đâu. Được gặp lại anh thì em đã vui mừng lắm rồi. Anh cũng vậy. Tôi ngờ anh phải hứa với em. Tại sao? Thì không thể nào ngờ được hai đứa mình sẽ trở thành tàn tật. Ê! Này hả? Anh chị được trùng phùng gặp nhau, nói coi có phải ăn chúc mừng hay không? Em đừng có sợ, Đại Hà là người của mình đó. Không phải đâu, anh là đầu mục của lò quỳ đó. Chạy mau đi, đừng có tin anh ta. Chạy mau đi. Chị ớt à, tôi lấy cái mạng của Tôm Khô bảo đảm với chị. Chuyện xảy ra hôm đó tôi không biết gì hết. Lúc đó tôi còn tưởng Lôi Quy là một người hiền lành, nhưng bây giờ tôi đã trở mặt với nó rồi. Tôi đã nói chuyện xấu của nó cho Hắc Bạch Lưỡng Đạo biết hết rồi. Không ai chịu giúp nó nữa đâu. Nó bây giờ là con chuột đi qua đường thôi. Anh sẽ trả thù chị. Đừng. Thôi đi. Thôi đi. Đừng có trả thù cho em. Em chỉ là muốn cùng với anh chung sống những ngày yên lành. Có được hay không? Hả? Được rồi. Chuyện này để tôi làm cho được rồi. Nhưng mà bây giờ hai anh chị lại thiếu nợ tôi rồi. Có hai việc tôi muốn nhờ anh chị đi làm. Thứ nhất là chị ước đừng hút ma túy nữa. Thứ hai, anh Tuấn phải đi điều trị cho lành bệnh ung thư đi. Cái gì? Ung thư buổi sơ kỳ. Anh không có định khám bệnh đâu. Không sao. Em đừng lo, anh nhất định sẽ chữa lại mà. Lần này tôi thua sạch bách rồi. Cho tôi một lối ra có được không? Anh Quỳ à, tôi nghĩ là anh phải rời khỏi Hồng Kông, đi ra nước ngoài chơi đi. Nhưng mà trong mấy năm nay, tốt nhất đừng có trở về nữa. Anh Hà, bên ngoài có nhiều cảnh sát lắm. Tao đã biết là có người báo cảnh sát rồi. Tất cả hành động theo kế hoạch. Quê sĩ bạn, đây là câu lạc bộ tư nhân đó. Tôi là tổ chuyên án, ứng sáng cho tường. Hả? Cần gì dẫn cả đám người đến đây vậy? Hả? Tụi tôi đó đang tổ chức diễu hội. Có rất nhiều gái đẹp ở đây, có hứng thú không vậy? Anh cũng giỏi thật. Đi về. Dạ. Bây giờ anh mới biết tôi giỏi hay sao? Về. Chúng lui. Yeah. Yeah. Chú à, chú công được vui hả? Hoàng, các con gái đó giỏi thiệt, cả sợi dây này cũng bứt luôn. Về Nhi Đồng, đừng có nghe nha, cho tôi xin lỗi đi.
Anh Hà chạy mau đi. Mày bồng con cô chạy đi. Lên ông nổi như vậy hả? Tao đưa mày về Hoa Lan, đổ Hoa Lan. Để ăn đậu Hoa Lan hả? Bây giờ tao cho mày ăn đạn gì đi hả? Lại đây, nếu không hả, tao bắn chết nó đó. Ba, muốn tao không giết nó cũng được. Mày hãy quỳ xuống lại tao đi. Nè, ngoan, chạy đi.
mai á, cô sẽ làm vợ người ta rồi. Phải tươi cười vui vẻ mới được chứ. Nè, từ ở trên chạy xuống dưới. Hai người chung sống đến răng lông tóc bạc, chạy đến con cháu đầy nhà, vinh hoa phú quý. Ê, sao im lặng vậy? Phải. Phải tận tình, thân mật nhau, hả? Cười đi. Phải. Làm đám cưới á, thì phải vui mừng, phải thân mật nhau chứ, hả? Cười lên đi. Thế lẽ tụi mình tối nay ngủ chỗ này, ngày mai sẽ đi đăng ký hôn thú. Sếp Tất, bây giờ thế nào? Bây giờ anh có thể về. Tôi đã nói là tôi không có chứng cứ ở hiện trường. Tối hôm qua tôi đang chơi bài với ba vị luật sư này. Anh không có thể vu oan cho tôi được. Ông Quy, đừng nói nhiều nữa. Mình đi về. Đi thì phải đi thôi. Vì ở đây thúi quá đi. Thì là không biết sao sếp Tất chịu nổi ở đây nữa. Về một lát. Ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra cái mùi này là mùi của sếp Tất đó. Hèn gì mà anh ta chịu nổi. Ê, luật sư Quỳnh, tới bây giờ anh mới đến hả? Từ anh giải quyết giùm tôi rồi. Bữa nay tôi không phải đến bảo đảm cho anh đâu. Vậy anh tới đây làm gì? Tôi đến để chữa cái thằng khổ nạn như anh. Anh giả nhân giả nghĩa chạy lậu buôn lậu, hại một người rồi hại thêm một người nữa. Con người nhanh sớm muộn cũng bị quả báo đâu. Luật sư Quỳnh, coi chừng bị cái tội phỉ báng nữa. Tổ cáo tôi phỉ báng, dù từ kiện nhau đến năm 97, chờ coi chừng đó pháp luật bảo đảm được cho cái đồ khốn nạn như vậy hay không hả? Anh tưởng anh nhiều nước thì sao, rồi đèn nữ dưỡng sao? Họ chỉ gạt cho anh mắc kế rồi sao để đối phó anh đó. Anh uống cà phê đi. Ly cà phê này tôi không uống đâu. Cho anh uống đó. Anh có ngon thì trừ khử tôi ngay tại chỗ này đi. Sếp Tất, sếp thấy rồi chứ? Tôi không thấy gì hết. Anh Quy à, giờ tôi lấy rửa mặt đi. Tôi ra đây chờ anh. Tổ cha nữa. Rồi đây tao sẽ giết mày thôi. Hả? Tường Tuấn, đừng giết tao nha. Đứng im. Xin lỗi sếp Tất, nếu tôi không giết nó ở đây thì không còn cơ hội nữa. Đi. Muốn giết tao hả? Đừng có hồng nha. Sếp Tất à, mặc áo phòng đạn không có phạm pháp chứ hả? Cái thằng điên khùng này. Anh chơi đã chưa? Quay, quay nè, quay, sếp. Sếp thấy chưa? Nó muốn giật súng tôi đó. Thôi được rồi, không còn thời gian nữa. Bye bye. Tao liều chết với mày. Buông ra. Buông ra. Ê, xảy ra chuyện gì vậy? Sếp à, giao anh ta cho tôi đi. Được. Đừng bước tới nha. Bước tới là bắn chết nó bây giờ. Xin đừng nha. Ơi, đừng làm bậy nha. Đừng bước tới nha. Bỏ xuống xuống. Đừng đó. Bỏ xuống xuống. Đừng đi nha. Bỏ xuống. Đừng đổ xuống nha. Nếu đi theo tôi giết chết nó ngay. Ok. Thank you.
đạn rồi à? Có muốn mượn vài viên đạn nòng thế mẹ không? Nhưng mượn cũng vô dụng thôi, mày không có bắn được tao mà. Tao đưa mày về chầu trời đấy. Anh Tuấn. Cần tay lại, kêu xe cứu thương giùm tao đi, lẹ lên. Mau lên. Xin lỗi nha, hết điện rồi. Xin lỗi nha cô hai, tụi tôi đã tới giờ rồi. Xin cô hẹn thời gian tới nữa sẽ đi. Anh sẽ không có đến nữa.